Mời quý vị và các bạn đến với một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp và hậu quả khó lường của virus SARS-CoV-2, thì việc chủ động tăng sức đề kháng, tăng cường miễn dịch được các chuyên gia y tế khuyến cáo là biện pháp quan trọng nhất để phòng chống dịch bệnh. Đây cũng là nội dung chính trong một thông tin sức khỏe ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Thông tin được đăng tải trên trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. 1. Phòng chống corona ở nữ giới, bổ sung nội tiết tố nữ estrogen giúp tăng sức đề kháng. Nghiên cứu mới của các bác sĩ và nhà khoa học Trung Quốc được thực hiện trên 99 bệnh nhân nhiễm corona ở Vũ Hán, được công bố trên tạp chí Y khoa The Lancet ngày 30 tháng 1 cho thấy, tỷ lệ mắc corona ở phụ nữ thấp hơn nhiều so với nam giới, phụ nữ là 32%, nam giới là 68%. Sự chênh lệch này cũng gặp ở đại dịch MERS-CoV và SARS-CoV. Hai đại dịch cũng do virus corona gây ra nhưng chủng khác. Nhóm nghiên cứu giải thích nguyên nhân là do phụ nữ có nội tiết tố nữ estrogen, liệu pháp miễn dịch tự nhiên tuyệt vời mà tạo hóa dành tặng riêng cho phái đẹp. Nội tiết tố nữ đạt nồng độ cao nhất khi dậy thì nên độ tuổi này phụ nữ khỏe mạnh nhất. Tuy nhiên, từ sau khi sinh con và sau tuổi 30, nội tiết tố nữ estrogen bắt đầu suy giảm, sự giảm sút đặc biệt diễn ra nghiêm trọng ở độ tuổi tiền mãn kinh, ngoài 40 tuổi và mãn kinh làm ảnh hưởng toàn diện đến sức khỏe sắc đẹp của phụ nữ đây cũng là lý do tại sao phụ nữ ở độ tuổi này thường có hệ miễn dịch yếu hơn và dễ mắc phải nhiều bệnh tật đặc biệt là các bệnh lây lan qua đó các nhà khoa học khẳng định việc bổ sung và tăng cường nội tiết tố nữ estrogen sẽ giúp làm tăng cường hệ miễn dịch tăng sức đề kháng và tăng khả năng chống chọi với bệnh tật cho phụ nữ đây là giải pháp lý tưởng giúp phụ nữ hạn chế sức ảnh hưởng của virus corona chủng mới Hay, phòng chống ncov ở nam giới bổ sung axit amin để tăng cường miễn dịch các nghiên cứu chỉ ra rằng nam giới dễ mắc corona hơn và khả năng miễn dịch cũng thấp hơn so với nữ giới bởi khác với nội tiết tố nữ nội tiết tố nam không giúp làm tăng miễn dịch mà nó chỉ giúp nam giới tăng sức mạnh cơ bắp và tăng khả năng sinh lý vì vậy để chống corona nam giới cần có các biện pháp khẩn trương để tăng cường sức đề kháng các nhà khoa học cho biết, tăng cường bổ sung axit amin là giải pháp tối ưu nhất giúp tăng cường khả năng miễn dịch ở nam giới. Axit amin là thành phần quan trọng cấu thành nên protein và tham gia toàn bộ các hoạt động sống của cơ thể. Cơ thể con người cần có 20 loại axit amin khác nhau, trong đó có đến 9 loại axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được, cần phải bổ sung từ các nguồn dinh dưỡng bên ngoài. Các axit amin này cũng là những nguyên liệu cần thiết để tạo nên tế bào, đặc biệt là tế bào lymphote, bạch cầu, đại thực bào, quyết định khả năng miễn dịch của cơ thể. Bổ sung các dưỡng chất từ xá sùng, hầu biển, sâm cao là nguồn cung cấp axit amin tự nhiên tuyệt vời, giúp tăng cường sinh lực và tăng khả năng miễn dịch cho phái mạnh. 3 phòng dịch cho trẻ em tăng cường miễn dịch là biện pháp cấp bách và đầy đủ nhất trẻ em vốn có tính cách hiếu động nên bố mẹ không thể đảm bảo con luôn tuân thủ những biện pháp chống dịch corona từ bên ngoài như đeo khẩu trang đúng cách hay thường xuyên rửa tay sạch vì vậy để bảo vệ con hiệu quả biện pháp quan trọng nhất là tăng cường sức đề kháng của hệ miễn dịch một hệ miễn dịch tốt vừa là tấm khiên thép giúp cơ thể con trẻ phòng vệ và chống lại các tác nhân gây bệnh như virus, siêu vi, vi khuẩn, vừa tăng khả năng hồi phục của cơ thể và giảm nguy cơ tái phát bệnh. Một số dòng siro có chứa các thành phần dược liệu tự nhiên được xem là lựa chọn tối ưu cho trẻ trong giai đoạn này. Bởi tác động kép vừa giúp giảm nhanh các triệu chứng ho, hỗ trợ chống viêm đường hô hấp, vừa giúp tăng cường miễn dịch cho cơ thể, giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm. Tăng cường miễn dịch Tăng sức đề kháng từ bên trong kết hợp các phương pháp phòng vệ từ bên ngoài như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên sẽ là công thức hoàn hảo giúp bảo vệ cả gia đình khỏi sự càn quét của virus corona chủng mới. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai mời quý vị cùng theo dõi nội dung những khuyến cáo của các bác sĩ nhằm giúp người cao tuổi tăng sức đề kháng để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau